quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Anh Vũ ơi, Thanh Phương mới nhận được một lá thư của một vị khán giả ở Phan Thiết. Trong thư chị chia sẻ là quê của chị trồng rất là nhiều bắp. Cứ đến mùa là cả nhà ngày nào cũng hết ăn bắp luộc, rồi đến bắp nướng nè. Đặc biệt chị nhớ nhất đó là món cháo bắp nấu với cá đồng ngon mê ly. Cháo thì dẻo thơm vì lại rất ngọt, không thể quên được. Và chị muốn nhờ chương trình nấu lại cái món ăn này để cho chị nhớ đến hương vị của tuổi thơ. Quả thật đúng như vậy đó các bạn. Ai mà đã từng ăn qua món cháo cá nấu bắp này, thật sự là không thể nào quên được cái mùi vị dẻo thơm và ngọt của bắp. Trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hôm nay, tôi đã sẵn sàng hết tất cả các nguyên liệu để cùng hướng dẫn với các bạn món cháo cá nấu bắp nếp. Nguyên liệu để nấu món cháo cá nấu bắp nếp, chúng ta cần có cá lóc, gạo tẻ, bắp nếp, ngò rí, hành lá, cà rốt, cá hạt lựu, nấm rơm, hành tím phi, hành tím nướng, dầu phi hành, nước cốt dừa, một số gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Tất cả nguyên liệu chúng ta đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khâu sơ chế và chuẩn bị trước. Đầu tiên chúng ta sẽ nấu cháo cho gạo vào. Thưa các bạn, chúng ta nên nấu cháo từ nước nguội, như vậy gạo sẽ mau nở và cháo sẽ mau chín hơn các bạn. Trong khi chờ đợi cho cháo chín thì tôi sẽ tiến hành khâu sơ chế. Đầu tiên, nấm rơm chúng ta rửa sạch, sau đó chúng ta cắt đôi. Hành lá chúng ta cắt đồ hành để riêng, đồ hành chúng ta đập dập, chúng ta cắt nhỏ ra như vậy nha. Còn phần ngò rí chúng ta nhớ giữ lại rễ ngò rí nha các bạn. Còn phần lá chúng ta sẽ cắt chung với hành lá, chúng ta cắt nhỏ ra. Cá này chúng ta đã làm sạch, bây giờ chúng ta sẽ ra phi lê cá nha các bạn. Chúng ta cắt đầu để riêng như vậy, cắt dọc sống lưng như vậy. Cá phi lê này chúng ta lạng ra thành những miếng dài khoảng 3 ly nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ướp những cái phi lê cá này với một muỗng canh hành tím phi, và chúng ta nêm vào đây nửa muỗng canh hạt nêm Aji ngon, nửa muỗng cà phê tiêu, chúng ta ướp cho thấm. Rồi bây giờ tôi sẽ nấu nước dùng cá. Bắt lên đây 1 lít nước và chúng ta cho thêm vào đây một ít rễ ngò hành tím đã nướng rồi. Nước sôi anh sẽ cho xương cá vào. Đầu cá này tí xíu anh sẽ cho vào trong cháo anh nấu nữa. Đầu cá này chúng ta nấu khoảng chừng 15 phút thôi là nước dùng chúng ta sẽ ra hết nước ngọt. Rồi nước dùng cá sau khi chúng ta đã nấu đủ độ ngọt rồi, bây giờ chúng ta sẽ chắc nước dùng cá vào trong nồi cháo trắng này. Kế tiếp chúng ta sẽ cho bắp và cà rốt vào. Mình chọn trái bắp nếp như thế nào để nấu món cháo này ngon ạ? Chúng ta chỉ chọn trái bắp tươi vỏ và cũng như cuốn còn xanh, như vậy thì bắp của chúng ta rất là dẻo và thơm. Còn một công đoạn cuối cùng nữa thôi là chúng ta sẽ xào cho những cái nấm rơm này thơm và chúng ta sẽ cho trong nồi cháo của mình. Chúng ta cho một ít dầu vào đây, cho đầu hành lá vào, chúng ta cho nấm rơm vào. Rồi chúng ta tắt lửa, nêm vào đây nửa muỗng canh hạt nêm Aji ngon. Rồi bây giờ anh sẽ cho nấm rơm vào trong đây luôn như vậy. Thưa các bạn, để tạo độ sánh sệt vị béo ngọt, chúng ta cho vào đây 1 chén nước cốt dừa. Nêm nếm nồi đây, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh hạt nêm Aji ngon. Cho những cái phi lê cái lóc này vào là xong. Chỉ trong tích tắc thôi, cháo cá chúng ta đã hoàn tất. Cuối cùng nêm vào đây 1 muỗng canh nước mắm thôi các bạn. Anh sẽ cho ra tô như vậy nha. Và đây, anh rắc cho đây ít hành. Anh để trên đây ít hành phi nha. Dạ. Rồi, cuối cùng anh sẽ cho đây một cọng ngò. Mời em thưởng thức món cháo cá lóc bắp nếp này. Cảm ơn anh Vũ. Các vị biết không, Thanh Phương cảm thấy rất là bất ngờ với hương vị đặc biệt của món cháo cá nấu bắp nếp. Cháo thì có độ sánh sệt nè, có vị dẻo và vị béo nhẹ nhờ có nước cốt dừa. Đặc biệt là nước cháo thì rất là ngọt nhờ các nguyên liệu tự nhiên. Cảm ơn anh Vũ đã giới thiệu một món ăn vô cùng hấp dẫn. Và chúc quý vị thành công với món cháo cá nấu bắp nếp này nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị vui lòng truy cập vào trang web mongonmoinngay.com để biết thêm những thông tin chi tiết của chương trình. Còn bây giờ thì đầu bếp Thanh Vũ cùng với Thanh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.